Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Điên Đẳng. Hôm nay mình cùng các bạn khui cái hộp đèn mình mới mua. Đèn này giá tới 1 triệu. Đây, 1.568.000 đồng. Hộp này gồm 10 cái đèn đèn cốt nhé. Mình mua về để trang trí ảnh tưởng. Hôm nay đồng thời khui hàng luôn, xem bên trong nó cái chất lượng sản phẩm như thế nào. Đồng thời mình test thử các công suất của nó theo thông số đèn có chính xác hay không nhé. Đèn này là đèn LED 7W. Đây, mình xem. Gói hàng rất là đẹp. Hàng rất là chắc chắn. Sẽ lấy ra thử một cái mình test thôi. Test nếu mà thấy không có đúng chất lượng thì mình sẽ trả lại. Cái như thế này nha. Mục đích mình làm video này để giới thiệu các bạn cái đèn này, để trường hợp bạn nào cần có nhu cầu á thì sẽ mua và yên tâm hơn. Chiều cao của đèn nó là 13,5 phân này. Đường kính đèn này là 6 phân này. Đèn này chống nước nhé, IP68. Ủa, cái chóa nó nứt rồi nè, chóa bị nứt, chắc nó siết nó mạnh quá cho nên nó nứt cái chóa. Em lấy thêm cái khác thì này khác thì đúng rồi, cái này nó không bị nứt nè. Mình sẽ test cái đèn này xem cái thông số kỹ thuật nó có chính xác hay không. Đây nó ghi là 5W này, đèn LED 50-60Hz sẽ đến 220V. Ok, mình test thử có được 5W không nhé. Đây các bạn, bỏ này đi cho nó đỡ rối. Thứ nhất là mình test công suất, thứ hai mình test cái độ gom của ánh sáng này ở khoảng cách 1m là nó bao nhiêu, để trường hợp các bạn mà muốn sử dụng nó thì cũng có thể yên tâm để xác định được mình có nên mua hay không. Các bạn xem cái hộp điện của mình nha. Điện của mình đây, hiện tại chưa sử dụng nè, cho nên là vẫn báo 220V, 222V, 0W, dòng điện 0A luôn nha. Tất cả đều không hết. Bây giờ sẽ cắm vào xem nó hiện như thế nào. Ok, 4,32W nè, 4,2W, dòng điện 0,04A, cực kỳ nhỏ các bạn. Ừ, rất là nhỏ. Đây, con này mà cách 1m cho nó hơi sáng ạ. Rồi, như vậy là cái bóng đèn này gần như là chuẩn nha. Ok, chuẩn rồi đó. Thì em sẽ test khoảng cách là 1m, thì độ chiếu phủ của bóng đèn này là bao nhiêu mét nhé. Ok, đây nha các bạn, 1m là chạm tường nè. Đấy, các bạn thấy chạm tường nha. Rồi, sẽ bật cái đèn lên. Ồ, cái đường kính của nó đây, đường kính nó chiếu khá rộng các bạn, từ tính ra từ cái mép này, từ mép ghế này
mà qua bên cái cột bên này thì nó khoảng tầm 1,5 m 2 m. Đây, 1,5 m các bạn. Nhé, 1,50 m. 1,50 m. Như vậy là cái đèn này nó đúng nha các bạn. Đủ công suất. Cường độ dòng điện thấp, tức là mức tiêu thụ điện thấp. Thứ hai là cái độ rộng của ánh sáng chiếu nó phù hợp để chiếu các tiểu cảnh này, ví dụ bức tượng hoặc là cái cây này kia đó. Như vậy mình quyết định mua cái bóng này đúng. Nhưng mà bây giờ mình phải test cái chức năng là chống nước của nó nữa. Chống nước, giờ mình sẽ tưới nước lên cái đèn này luôn xem có ảnh hưởng gì không, và mình sẽ test cường độ ánh sáng của nó là bao nhiêu lumen luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái máy đo cường độ ánh sáng này nè để đo coi độ sáng của đèn này là bao nhiêu lumen nhé. Ok, mình sẽ đo khoảng cách khoảng một găng tay đi, một găng tay. Ánh sáng của nó là được 65 lumen luôn các bạn, 65 anti-lumen. Đấy, 65,3, nhưng mà cũng khá sáng nha. Chiếu đèn chiếu cho tượng rất là phù hợp. Ok, rồi sau đây mình sẽ test tiếp chức năng là chống nước để xem cái đèn này nó có đảm bảo là sử dụng trong thời tiết ngoài trời nắng mưa bất thường hay không. Bây giờ mình sẽ test cái chức năng bảo vệ thiết bị này, chức năng chống nước của cái đèn này nhé. Đèn này ghi tiêu chuẩn chống nước là IP68 nhé các bạn. Thì IP68 có nghĩa là gì? IP là cái tiêu chuẩn của cái bộ kỹ thuật quốc tế nó quy định. Đó, thì nó có các mức, ví dụ 57, 60, 67, 68, ví dụ vậy. Thì IP 68 nó là gì? Thì con số, số thứ nhất là số 6. Thì số thứ 6 nó quy định là bảo vệ khỏi tiếp xúc với bụi có hại, tức là cái đèn này bụi sẽ không có bay vào được đó. Còn nếu mà nó ghi số 5 á thì bụi cũng không tiếp xúc, không có bay vào được. Nhưng mà ở mức IP số 4 đi thì nó sẽ bảo vệ các cái mạch này, cái đèn này này, nó bảo vệ được các hạt bụi nhỏ hơn 1 mm. Đấy, 1 mm thì không thể nào bay vào được đó. Thì cái này nó là 6, 6 thì bụi không thể bay vào được nha. Rồi, số tiếp theo là số 8. Số 8 thì nó nó là cái tiêu chuẩn là cái thiết bị này này nó có thể nằm trong nước được và độ sâu là 1 m. Đấy. Và nếu mà trong điều kiện như vậy thì đèn này để trong trời mưa bão này kia là bình thường, không có ảnh hưởng gì. Bây giờ mình sẽ nhúng trực tiếp vào cái nước này luôn. Đấy. Nha. Còn IP mà số 7 nha, ví dụ 67 đi thì nó sẽ không có rơi vào nước được nhau các bạn. Nó chỉ đi mưa nhẹ nhỏ nhẹ thôi. Như vậy sau này các bạn mà mua các thiết bị như là điện thoại hay là các cái gì đó thì nếu nó ghi IP 67 thì chỉ đi trong mưa được thôi. Nhưng mà IP 64 thì nó không có khả năng chống được, ví dụ như vậy. Chỉ không cho bụi vào nhưng mà nước có thể vào. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn này. Cho vào nước luôn nha các bạn. Đây, mình cũng có đề phòng một cái công tắc đây. Đây nha. Cho vào nước luôn. Đấy. Ok. Ok nhé. Cái đèn này tính ra tốt đấy bạn. Mình mua 120 ngàn một cái. Thế này quá tuyệt vời. Ừ. Khá thú vị, rất là rẻ tiền. Ok. Thoải mái luôn các bạn. IP 68 là nhất phải như thế này nhá. Còn IP 68 mà bỏ vô thế này mà hư thì coi như là vất. Đèn đó xạo. Test cái đèn là phải test như thế nhá. Ok, mình thấy rất là tốt.
Thì các bạn bạn nào mà có nhu cầu mua đèn thì chọn loại đèn này giống mình nè. Đấy, mình mua mình test như vậy đó. Nếu mà nó không được như vậy thì mình sẽ trả hàng thôi. Mình đã thống nhất với bên bán hàng rồi. Ok. Mình làm video này không phải là để quảng cáo sản phẩm này, nhưng mà để giới thiệu với các bạn là chứng minh được cái sản phẩm mình mua là tốt. Và nếu các bạn có nhu cầu để mua để sử dụng á thì cứ an tâm nha. Mình đã test thử rồi. Rất ok. Rồi, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nhấn đăng ký thì nhớ bấm chuông để nhận được thông báo video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.